Em xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của kênh chuyên mua bán trao đổi xe máy cũ đã qua sử dụng, chuyên xe cũ giá rẻ. Thì hôm nay tiếp tục và cập nhật những xe cũ mới về tại cửa hàng xe máy Mai nha mọi người. Đây. Thì hôm nay em sẽ quay hai khu vực nhé. Thì khu vực phía trên này thì có bao nhiêu xe thì em sẽ báo giá lại hết cho mọi người tham khảo. Rồi em sẽ quay là ở khu vực phía dưới luôn nhé. Thì em sẽ chia ra hai clip, thì anh chị em mình có nhu cầu mua bán trao đổi gì thì nhớ theo dõi nha. Theo dõi hết để xem được chi tiết được từng giá, từng chiếc xe và từng mẫu xe đang có tại cửa hàng nhé. Anh em mình mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai nha mọi người. Đầu tiên thì giới thiệu với tất cả anh em thì khu chờ nha anh em. Khu chờ 60F2 26 triệu anh em ha, phun xăng điện tử. Con này đời 2018 anh em á, 2018 phun xăng điện tử. 6.000 ha, ô đô khoảng 6.000. 26 triệu anh em ha, 26 triệu nè. Đấy, lướt sơ được anh em tham khảo luôn. RSX nhá, RSX thì 17 triệu. 60B8. RSX nha. Con này RSX có phun xăng điện tử nha anh em. Ô đô thì khoảng tầm 17.000 ha. Ô đô khoảng 17.000. Ô đô khoảng tầm 17.000 ha. Con này đời 2016. Màu đen. Bánh căm nha. Xe thì bánh căm mọi người nha. Bánh căm thắng đĩa. RSX. Rồi tiếp theo anh em ơi, Wanfa này. Wanfa nhé, 60F1. Wanfa, con này Wanfa máy 100 đời 2014 anh em ha, giá thì 14 triệu. Wanfa nhé mọi người. Wanfa này, 14 triệu ha. Đời 2014 luôn. 12.000. Yếu bình rồi mọi người, xe là yếu bình, con pha yếu bình nhá. Thì con này 14 triệu ha. Xe 12 không 14 14 triệu. Rồi con pha tiếp này anh em này. Con này con pha thì đi bánh mâm nhá. Mâm này như hồi xưa kêu là mâm 3D lỗ sao mọi người. Con này thì đang đi bánh mâm. Đó, mâm này mâm 3 cây ha. 3 cây 3D lỗ cả. À, giá thì 13 triệu ha anh em ha. Mâm này hồi xưa thì rim hay đi anh em ha, rim hay đi, rim quay hồi xưa hay đi chơi bánh mâm này ha. Đúng là 3D, mâm 3D. Con này đời 2011 ha, Wanfa 2011. Xe thì giá 13 triệu anh em nhé. Giá 13 triệu thôi. Triệu ha. Wanfa 13 triệu ha, đang đi bánh mâm 3D nha. Rồi con Wanfa trong thì 14 triệu ha. Exciter anh em ha, Exciter này. Exciter 150 nhá, phim Exciter 150 nha. Đồng hồ nhá. Đèn thì vẫn là đèn halogen anh em ha. Chưa thử đèn led nhá. Mẫu này mẫu cũ anh em. Vàng đen. Exciter. Con này thì tầm giá 27 triệu anh em nhé. Tầm giá 27 triệu. Thì con này là đời hai bao nhiêu đây anh em? Đời 26 ha. Con này đời 26. Tầm giá là 27 triệu anh em ha. Exciter 150. Xe mấy dạng xe này thì nổ rất êm anh em ha, rất nhẹ. Đây là chia sẻ anh em tham khảo luôn. 13 triệu, 13.000 nhé, 13.000. Giá 27 triệu nhé. Còn Exciter 135 anh em ơi, Exciter 135 thì tầm giá 19 triệu này, 60B1 này, 90946 ha. Mấy con Exciter 135 này thì máy móc nguyên hết anh em ha, máy móc nguyên hết. Đây, Exciter 135 ha, màu đỏ, trắng đỏ. Đời 22 anh em ạ. À. Đời 22 giá 19 triệu nhé. bình yếu bình. 19 triệu anh em tham khảo nha. Exciter 135 mâm lốp đầy đủ hết ha. Đó, 60B1 rồi. Quay S nè anh em này, quay S 110 này, quay S 110 giá 12 triệu anh em này. S 110 12 triệu nhé. Con này thì như là cái dàn áo này mới khen anh em à, dàn áo này mới thay này, chưa có dán tem lại luôn nè. Con này thì dọn nha. Đấy, con này giờ dán tem anh em ha. Tiếp exciter này anh em, 135 ha, 60C1 cũng 19 triệu ha. Con này bánh căm, con này xuống bánh căm nha anh em. Con này thì xuống bánh căm rồi. Cái con này còn yếu bình hết rồi. 19 triệu anh em ha, 19 triệu sơ lược cho anh em tham khảo luôn. Đây có con Full X mà con này bán rồi anh em ạ, con Full X này bán rồi. Con này con Full X mà bán rồi ha, không quay nữa. Rồi, exciter anh em ha, exciter 150 này, con này 27 triệu này anh em này. Trắng nha, trắng đỏ nha, 27 triệu. 2016 anh em nhé. Exciter trắng đỏ đời 2016 này. Giá thì 27 triệu thôi. Xe nói chung là rất là đẹp luôn anh em. Ngoại hình còn rất là mới. Trắng đỏ ha, rất là mới. Sơ lược lại cái dàn đầu trước cho anh em tham khảo luôn nè. Exciter trắng đỏ nha, 2016 27 triệu. Exciter 135 nè, con này Exciter 135 nè. Đấy, con này thì lên cái đầu đèn khác rồi ha, lên cái đầu đèn mới này, 2 tầng này. Đèn trong là đèn led luôn anh em ha, đèn 2 tầng đèn led luôn, rất là đẹp nha. Đèn mờ rất đẹp luôn đó. Con này thì 19 triệu anh em ha. Đấy, dọn xe dọn này rất là đẹp luôn anh em. 19 triệu nha, máy móc ok hết anh em. Này quay S này, quay S 12 triệu này, con này đợi dán tem nữa nha. Nói chung là xe này mới keng à, quần áo là mới keng anh em. Đỏ rất đẹp luôn. Này exciter tiếp. Exciter này 19 triệu này, 135 19 triệu nha. Rồi con màu vàng đen 150 này, giá tầm 27 triệu luôn anh em này. 27 triệu ha. Anh em sơ lược em báo giá toàn bộ xe ha, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ đến cửa hàng xe máy Mai. Tiếp theo nữa nè, quen pha nè, 211 13 triệu ha. Rồi con này quen pha 214 này, 14 triệu này. Quay hai con này là hai con quen pha máy 100 anh em ha, máy 100 nhé, hàng bỏ mẫu. RSX nè, 17 triệu này. Rồi future nè, 26 triệu ha. Rồi exciter tiếp ha anh em ha. Exciter này thì cũng tầm giá 27 triệu anh em nhé. Có nhu cầu thì cứ liên hệ. Asenlo này, Asenlo 13 triệu nha. Asenlo 13 triệu. Rồi tiếp theo là future 18 triệu này, future 18 triệu nhé. 60B1 bánh căm. Đây future 20 triệu này. 125 nhé, mâm đĩa. Bánh mâm màu đỏ nhé, 20 triệu nha. Cốp rất là cũng lớn luôn anh em ạ. Bây giờ cốp rất là lớn luôn anh em. Sirius này. Sơ lược hết, anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Sirius 13 triệu ha. Sirius 13 triệu. $13 triệu rất là rẻ anh em ha, xe Sirius rất là rẻ luôn. Con này Sirius FI nhé, Sirius FI giá 13 triệu thôi, rất là rẻ rồi. Rồi exciter nữa này anh em này, exciter 135 nữa này, giá thì chỉ có 19 triệu thôi. Đây Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đến xe máy Mai Exciter 135, 150 rất nhiều nhá. Chỉ có 155 thì hiện tại vẫn chưa có thôi, tại vì mẫu đó nó cũng mới ra với lại cũng chưa có ai bán hết anh em ha. Nếu mà có bán thì cửa hàng chắc chắn cũng sẽ mua lại rồi. Đây quay S này, 12 triệu anh em nhá, quay S 12 triệu. Đời 22 ha. Quay S 12 triệu, rồi RSX này, 39F4 nhá. Con này 12 triệu luôn, RX 12 triệu nha. Sẽ hết bình không à? Solo nhé. Solo 14 triệu này, 6014 nhé. 30308. Solo 14 triệu. Rồi cuối cùng là em click này mọi người. Em click này giá 12 triệu nhé. Sơ lược click giá 12 triệu. Đây, ở xe ở trên này thì có nhiêu đây thôi, còn ở phía dưới thì rất là nhiều xe nhé, thì em sẽ chia sẻ thêm trong clip khác. Đó, clip này thì em chỉ chia sẻ ở khu vực phía trên này thôi. Đấy, tất cả những cái mẫu xe thì mẫu nào em cũng có báo giá rồi, anh chị em mình cứ quan tâm theo dõi thì liên hệ trực tiếp nhé. Thì anh chị em nào mà nếu mà lần đầu xem video của em thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký nhé. Đấy, chia sẻ rất là nhiều loại xe, mẫu xe, giá xe, tất cả các loại tại các cửa hàng, cập nhật liên tục nhé. Em có thời gian rảnh nhiều thì em cập nhật liên tục để anh chị em mà có nhu cầu thì cứ coi tham khảo rồi mua. Đấy, giá cả thì công khai hết nha mọi người, giá cả công khai hết nhá. Anh em nếu mà là nghe rõ thì cứ nghe là biết giá hết rồi ha. Đó, giá cả thì công khai hết, không cần anh em phải là gọi điện hỏi giá hay như thế nào hết ha. Giá thì cứ công khai hết để anh em mình có nhu cầu tham khảo. Thì nếu mà anh em mà thấy cảm thấy ok, ưng ý được thì xuống xem xe rồi chốt luôn đấy. Chứ không là giá cả thì biết hết rồi ha, tình trạng máy móc như thế nào. Rồi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã quan tâm theo dõi nha. Rồi em xin chào ạ.